Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc đế giày cho bé từ 9 đến 12 tháng tuổi bằng len giống như thế này. Bằng đế giày, các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích dài 21 mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc mũi móc xích thứ nhất, tiếp tục mũi móc xích thứ hai, mũi móc xích thứ ba, mũi móc xích thứ tư, mũi thứ năm, tiếp tục là mũi thứ sáu, mũi móc xích thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, mũi móc xích thứ mười. Kế đến là mũi móc xích thứ 11, mũi thứ 12, mũi móc xích thứ 13. Các bạn móc tiếp cho mình mũi thứ 14, mũi móc xích thứ 15, mũi thứ 16, mũi thứ 17, mũi móc xích thứ 18, mũi móc xích thứ 19, mũi thứ 20. Là mũi thứ 21. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái sợi dây móc xích dài 21 mũi móc xích giống như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình hàng móc thứ nhất. Để bắt đầu hàng móc thứ nhất, chúng ta sẽ bỏ 3 chân móc đầu tiên đi. Các bạn đâm kim vào chân móc thứ tư, móc cho mình mũi móc kép đầu tiên. Chúng ta sẽ móc tất cả là 17 mũi móc kép. Tiếp tục chúng ta đâm kim vào chân móc kế bên, móc tiếp mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục là mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Tiếp tục là mũi móc kép thứ tám. Mũi móc kép thứ 9. Kế đến là mũi móc kép thứ 10. Mũi móc kép thứ 11. Mũi móc kép thứ 12. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 13. Mũi móc kép thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Mũi móc kép thứ 16. Và sau cùng là mũi móc kép thứ 17. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong 17 mũi móc kép và 17 chân móc khác nhau. Tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cho mình 6 mũi móc kép cùng chân. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư.
Kế đến là mũi móc kép thứ 5. Sau cùng là mũi móc kép thứ 6. Sau khi đã móc xong 6 mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ móc tiếp cho mình 16 mũi móc kép và 16 chân móc khác nhau. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Kế đến là mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Mũi móc kép thứ tám. Mũi móc kép thứ chín. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 10. Mũi móc kép thứ 11. Mũi thứ 12. Kế đến là mũi móc kép thứ 13. Mũi thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Và sau cùng là mũi móc kép thứ 16. Sau khi đã móc xong 16 mũi móc kép và 16 chân móc khác nhau, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân móc kế bên, móc 3 mũi móc kép cùng một chân cho mình. Chúng ta móc mũi móc kép đầu tiên. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Sau cùng là mũi móc kép thứ ba. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép, các bạn sẽ đâm kim móc vào cái mũi bính kế bên. Chúng ta bỏ 2 chân bính đầu tiên đi. Đâm kim vào chân bính thứ ba, móc 1 mũi dời. Như thế là chúng ta vừa móc xong hàng móc thứ nhất. Sau khi móc xong hàng móc thứ nhất, các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ hai. Đầu tiên, chúng ta móc lên 1 mũi bính. Kế đến, các bạn sẽ dùng cho mình một cái cây kim ghim để đánh dấu cái hàng móc chúng ta sẽ móc. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta sẽ móc mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp tục là mũi móc đơn thứ hai. Sau khi móc xong 2 mũi móc đơn cùng một chân, các bạn sẽ móc tiếp 7 mũi móc đơn và 7 chân móc khác nhau. Chúng ta móc mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp tục là mũi móc đơn thứ hai. Kế đến là mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Tiếp tục là mũi móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Sau cùng là mũi móc đơn thứ bảy. Sau khi đã móc xong 7 mũi móc đơn và 7 chân móc khác nhau, chúng ta sẽ móc tiếp 3 mũi nửa kép vào 3 chân móc khác nhau. Mũi nửa kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi nửa kép thứ hai. Sau cùng là mũi nửa kép thứ ba.
Sau khi có được 3 mũi nữa kép, các bạn sẽ móc tiếp 6 mũi móc kép vào 6 chân móc khác nhau. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Chúng ta sẽ móc tiếp mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục là mũi móc kép thứ tư. Kế đến là mũi móc kép thứ năm. Và sau cùng là mũi móc kép thứ sáu. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, nhưng chúng ta sẽ móc tất cả là 6 lần. Các bạn móc lần đầu tiên 2 mũi móc kép cùng một chân. Mũi thứ nhất. Tiếp tục mũi móc kép thứ hai. Kế đến là lần móc thứ hai. 2 mũi móc kép cùng một chân. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Kế đến là lần móc thứ ba. Cũng là 2 mũi móc kép cùng một chân. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Lần móc thứ tư. Cũng là 2 mũi móc kép cùng một chân vào chân móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là lần móc thứ năm. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và sau cùng là lần móc thứ sáu. Cũng là 2 mũi móc kép cùng một chân. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Sau khi đã móc xong 6 lần 2 mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ móc tiếp cho mình 12 mũi móc kép vào. Chúng ta móc mũi móc kép đầu tiên. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục là mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Mũi móc kép thứ tám. Mũi móc kép thứ 9. Mũi thứ 10. Mũi móc kép thứ 11. Sau cùng là mũi móc kép thứ 12. Như thế là chúng ta đã vừa có được 12 mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 mũi nửa kép vào 3 chân móc khác nhau. Mũi nửa kép thứ nhất. Tiếp tục, mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Sau khi móc xong 3 mũi nửa kép, chúng ta sẽ móc tiếp 2 mũi móc đơn vào 2 chân móc khác nhau. Các bạn móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc đơn thứ hai vào chân móc kế bên. Sau đó là 2 mũi móc đơn
cùng một chân. Các bạn đâm kim móc vào chân móc bên này, móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân. Mũi thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, sau đó là một mũi móc đơn vào chân móc kế bên. Sau khi móc xong mũi móc đơn, chúng ta sẽ tháo cái cây kim ghim ra. Các bạn sẽ móc vào cái mũi bính mà chúng ta vừa đánh dấu lúc nãy. Móc vào đây một mũi dời để nối hàng móc thứ hai lại với nhau. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ hai, giống như thế này. Sau khi đã móc xong hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc tiếp hàng móc thứ ba. Đầu tiên, để bắt đầu hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Sau khi móc xong ba mũi bính, chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc kế bên, móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, tiếp tục là mũi móc đơn thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc đơn cùng một chân, các bạn cũng sẽ lấy cái cây kim ghim, chúng ta đâm kim vào cái chân bính thứ ba. Các bạn đánh dấu vào đây. Tiếp tục, ở chân móc kế bên, chúng ta sẽ móc tiếp hai mũi móc kép cùng một chân. Mũi móc kép thứ nhất, tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc kép cùng một chân, chúng ta sẽ móc tiếp 18 mũi móc kép và 18 chân móc khác nhau. Mũi móc kép thứ nhất, tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Tiếp tục là mũi móc kép thứ tám. Mũi móc kép thứ chín. Mũi thứ 10. Mũi thứ 11. Mũi móc kép thứ 12. Mũi móc kép thứ 13. Mũi thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Mũi móc kép thứ 16. Mũi móc kép thứ 17. Và sau cùng là mũi móc kép thứ 18. Như thế là chúng ta đã vừa có được 18 mũi móc kép và 18 chân móc khác nhau. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai mũi móc kép cùng một chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, kế đến là một mũi móc kép vào chân móc kế bên. Chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa. Đầu tiên là hai mũi móc kép cùng một chân, sau đó là một mũi móc kép vào chân móc kế bên. Mũi thứ nhất, tiếp tục mũi móc kép thứ hai, sau đó là một mũi móc kép vào chân móc kế bên. Tiếp tục
các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai mũi móc ghép cùng một chân hai lần. Chúng ta móc lần thứ nhất, mũi móc ghép đầu tiên, mũi móc ghép thứ hai. Các bạn lặp lại một lần nữa, cũng là hai mũi móc ghép cùng một chân, mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Kế đến là một mũi móc ghép vào kế bên. Tiếp tục là hai mũi móc ghép cùng một chân vào chân móc kế bên. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Tương tự các bạn cũng lặp lại một lần nữa cho mình. Đầu tiên là một mũi móc ghép vào chân móc kế bên. Sau đó là hai mũi móc ghép cùng một chân vào chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Tiếp tục là 18 mũi móc ghép vào 18 chân móc khác nhau. Mũi thứ nhất, mũi móc ghép thứ hai, mũi móc ghép thứ ba. Tiếp tục là mũi móc ghép thứ tư. Mũi móc ghép thứ năm. Mũi móc ghép thứ sáu. Mũi móc ghép thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi móc ghép thứ chín. Mũi thứ mười. Mũi thứ 11. Mũi thứ 12. Mũi móc ghép thứ 13. Mũi móc ghép thứ 14. Mũi móc ghép thứ 15. Mũi móc ghép thứ 16. Mũi móc ghép thứ 17. Và sau cùng là mũi móc ghép thứ 18. Như thế là chúng ta đã vừa có được 18 mũi móc ghép và 18 chân móc khác nhau. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai mũi móc ghép cùng một chân vào chân móc kế bên. Mũi thứ nhất, mũi móc ghép thứ hai. Sau đó là một mũi móc ghép vào chân móc kế bên. Kế đến sẽ là hai mũi móc ghép cùng một chân vào chân móc kế bên. Mũi móc ghép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc ghép thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc ghép cùng một chân, các bạn cũng bỏ cái cây kim ghim ra. Và chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái bính chúng ta vừa đánh dấu lúc nãy, móc một mũi dời. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong phần đế giày giống như thế này. Cái phần đế giày này chúng ta sẽ móc dành cho bé từ 9 cho đến 12 tháng tuổi. Như thế là chúng ta đã vừa có được một cái đế giày hoàn chỉnh.